Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly giới thiệu cho quý bà con chúng ta về lô nho thân gỗ 12 vụ nha. Trên cây đang hoa, đang sẵn trái luôn ha bà con. Cây đầu tiên nha, Ly có gắn mã số vô hết nha, để cho quý bà con chúng ta dễ lựa ha bà con. Cây đầu tiên Ly chia sẻ đó chính là cây mã số 01 nè, nho thân gỗ 12 vụ. Giá bán của bên trung tâm cây giống là 1.100.000 trên một cây, là đã bao gồm phí vận chuyển cho quý bà con chúng ta, và đồng thời cũng tặng thêm cho quý bà con chúng ta một gói humic da băng gòn nha. Đây, humic da băng gòn vua ga ghế luôn nha bà con. Cái này thì nó sẽ kích thích cho rễ của chúng ta, nó sẽ nhanh phát triển hơn, và đồng thời ở trên thì nó sẽ nhanh bung đọt hơn nha bà con. Đi tặng theo cho quý bà con chúng ta về dùng để chăm sóc cây cho nó đẹp hơn. Còn cây giống nè, cây giống chiều cao của cây thì nó cao khoảng là từ 1m2 ha, 1m2 đến 1m4. Cây nào nó cũng như cây nấy nha. Ly sẽ ướng cho quý bà con chúng ta dễ tham khảo thôi. Đây, từ 1m2 đến 1m4. Còn cái gốc của cây, cái gốc của cây thì có cây một thân, có cây hai thân, thì Ly sẽ gắn mã số vô riêng hết, thì Ly sẽ quay từng cây cho quý bà con chúng ta dễ hình dung và dễ tham khảo nha. Còn đây là cái trái nè, đây cái cây này trái nhiều nè, Ly sẽ quay hình thức trái cho quý bà con chúng ta dễ thấy. Nho thân gỗ 12 vụ thì nó sẽ ra trái màu đỏ, khi nó sống thì nó sẽ màu xanh giống như vậy. Thì cái cây nho thân gỗ thì chúng ta cũng có thể là trồng phong thủy nè, hoặc là chúng ta trồng để có cây giống độc lạ ha, và trồng cái cây để chúng ta ăn trái luôn nha. Đây là cây mã số 01. Rồi tới mã số 02, mã số 02 thì trái nó sẽ nhiều hơn, mã số 01 thì nó mới ra hoa thôi. Hoa nó rất là nhiều, quay hoa lại cho quý bà con chúng ta xem đi. Đây nè, hoa này ha, từ ở dưới gốc nó lên tới trên luôn nha bà con. Nhiều lắm, nó u ở trong nè, không biết quý bà con chúng ta thấy không nè, nó xanh xanh này ha, nhiều lắm. Tầm khoảng là từ 5 đến 7 ngày nữa thôi thì cái cây này nó sẽ ra hoa, nó lộ ra ngoài luôn. Nhìn nó rất là nhiều, nó đu tới ở trên cái ngọn ở trên luôn nè. Đó, đây là cái mầm, cái hoa đây ha. Hoa nó sẽ ra ở trong cái thân, nó sẽ xì ra. Còn tới cái cây mã số 02, nho thân gỗ 12 vụ, mã số 02, giá bán là 1.100.000 trên một cây, là đã bao gồm phí vận chuyển, đồng thời cũng tặng thêm một gói humic da băng rôn. Một gói như vậy là 1 kg nha bà con, xài rất là lâu. Trên cây đang sẵn trái luôn nè ha, nho thân gỗ 12 vụ nha. Cây này tàn nhiều ha bà con, trái chùm chùm luôn nè ha. Trái nó mọc ở trong cái kẹt này, nó sẽ bị lép nè. Đó, nó mọc ngay cái ngã ba của cái cây. Đây, trong ruột thì nó sẽ giống như vậy. Ăn nó rất là thơm nha, nó thơm lắm, ăn nó rất là thơm. Rồi tới cây tiếp theo, cây tiếp theo là cây mã số 03, nho thân gỗ 12 vụ, mã số 03, giá bán vẫn là 1.100.000 trên một cây, là đã bao gồm phí vận chuyển, còn tặng thêm một bịch humic da băng rôn luôn nha. Cây này thì nó cũng đang hoa, nó đang hoa và nó cũng đang cho trái luôn. Chiều cao của cây thì từ 1m2 đến 1m4 ha. Quý bà con chúng ta nào thích cây giống nào thì quý bà con chúng ta nhớ số ha, nhớ số nhớ mã thì Ly sẽ không gửi nhầm cây cho quý bà con chúng ta ha. Mã số 03. Rồi tới cái cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây mã số 04 nè, mã số 04, nho thân gỗ 12 vụ ha. Giá bán vẫn là 1.100.000 trên một cây, cũng tặng thêm một gói humic luôn. Cái cây nho thân gỗ 12 vụ này thì dáng nó đẹp nha. Ly thấy nó đẹp. Dưới đây thì một thân một cốt thoát thân lên nè, thoát thân lên cao khoảng 20cm. Ở trên thì nó rất là tròn ha. Cây giống này thì chúng ta trồng bonsai thì rất là đẹp nè. Cái cây này trồng chậu, trồng bonsai rất là đẹp, vô cái chậu to hơn ha. Cái chậu nó đẹp hơn thì nhìn cái cây nó sẽ xinh hơn nhiều nha bà con. Đó, cây nó đang trái. Đang trái và đồng thời nó kèm hoa rất là nhiều. Trái chi chít nhỏ trong cái thân này nhiều lắm. Đó, nhiều lắm ha. Đó, tuốt ở trên luôn nè. Đây. Hoa nè, hoa tuốt ở trên. Rồi, đây là cây mã số 04. Rồi, tới cái cây mã số 05. Mã số 05, cây đang trái nhiều. Cũng là 1.100.000 trên một cây, tặng thêm một gói humic luôn, miễn phí vận chuyển nha. Đây, trái đây ha. Mã số 05, cây này gốc hai thân. Rồi, tới cái cây mã số 06 nha bà con. Cây này là cây nho thân gỗ tứ quý nha. Nè, cây này là cây nho thân gỗ tứ quý, mã số 06. Nho thân gỗ tứ quý. Nho thân gỗ tứ quý thì lá nó sẽ nhỏ hơn khi nho thân gỗ 12 vụ ha. Mấy bạn bấm cái bảng tên vô bị nhầm. Bị nhầm ha. Cây này là cây nho thân gỗ tứ quý, cây đang trái nhiều nha bà con. Nho thân gỗ tứ quý thì nó sẽ ra trái màu đen nha. Đây ha, đây là những cái hoa của cây nè. Cây này hoa nhiều lắm. Tàn tán sum suê ngay cái tầng này ha. Nhánh nhiều lắm. Vẫn là 1.100.000 trên một cây, mã số 06. Cây này là cây nho thân gỗ tứ quý, tặng thêm một gói humic miễn phí ship tại nhà. Rồi tới cái cây mã số 07. Mã số 07, cây này là cây nho thân gỗ 12 vụ nha. Cây nó cũng đang hoa sẵn trái luôn, tặng một gói humic miễn phí ship tại nhà, giá 1.100.000 trên một cây.
Nguyên một cái lô này là đồng giá nha bà con. Đây, quay xa xa cho quý bà con chúng ta xem nè. Mã số 01 nè, mã số 02 tới mã số 07. Tức là cái lô này là 7 cây nha, 7 cây đồng giá là 1.100.000 trên một cây ha. Và đồng thời bên trung tâm cây giống cũng tặng thêm cho quý bà con chúng ta một gói humic kíp rễ da băng ron để quý bà con chúng ta sắp cây là lô 1.100.000. Rồi tới cái lô thứ hai đó chính là lô nho thân gỗ 12 dụng luôn. Chiều cao của cây thì cao khoảng là từ 1m2 đổ lên hết, cây này cao khoảng 1m4, 1m6 luôn á. Trên cây nó cũng đang hoa sẵn trái nhưng mà cái tàn nó hơi ít hơn một tí xíu. Giá bán là 800.000 trên một cây nha. Giá bán là 800 trên một cây nè, bao ship. Nếu như cô chú anh chị nào mua số lượng 2 cây ha, tức là mua một lần mà 2 cây thì bên Ly sẽ giảm cho quý bà con chúng ta là 1.500.000 bao ship nha bà con. 2 cây được giảm 100.000 ha, tức là 50.000 trên một cây á, mua 2 cây nha. Còn mua lẻ là 800.000 trên một cây nha bà con. Nè, mã số 01 nè. Mã số 01 thì dáng nó như vậy, một thân một cốt đi lên. Đó. Rồi tới cái cây thứ hai. Cây thứ hai là mã số 02. Đó, mã số 02. Rồi tới cái cây mã số 03. 800.000 nha. Cây đang hoa sẵn trái hết nha bà con. Ly quay những cái lô cây này là cây nào nó cũng đang hoa sẵn trái hết. Còn tới cái cây thứ tư, mã số 04 nè. Hoa nhiều lắm nha. Đây, quay gần gần cho quý bà con chúng ta xem nè, hoa nè, hoa từ cái khúc này nè. Đó, từ cái khúc này nó tới dưới cái mặt chậu luôn á. Rồi tới mã số 05 nè, 800.000 trên một cây. 2 cây là bên Ly sẽ giảm 100.000 là còn 1.500.000 nha. Đây, trái nè. Trái nhiều lắm. Thì ngoài những cái lô cây to giống như vậy thì bên Ly còn rất là nhiều loại cây nho thân gỗ là cây nhỏ nha. Để Ly đi quay xương xương cho quý bà con chúng ta cùng xem nha. Giống như lô nho thân gỗ Tứ Quý trước màn hình quý bà con chúng ta đây ha. Ra trái đen nha là 150.000 trên một cây nè. Rồi tới cái lô cây tiếp theo, nho thân gỗ Tứ Quý. Cái lô này là 400.000 trên một cây. Nếu như gửi một cây thì cộng thêm phí vận chuyển là 50.000 nha. Đây cây này là 400.000 nè, Ly sẽ nhóm ra cho quý bà con chúng ta xem ha. Đó, cây này nó như vậy nha, là 400.000 cộng ship nữa là tới nhà quý bà con chúng ta là 450.000. Cây giống như vậy thì quý bà con chúng ta về trồng tầm khoảng là từ 6 tháng đổ lại thì cây nó sẽ bắt đầu ra trái. Điều kiện quý bà con chúng ta trồng phun nắng nha, trồng ở trong mát thì nó sẽ lâu cho trái hơn nha bà con. Còn số lượng nhiều lắm, lô 400 này còn nhiều lắm. Rồi có lô 200.000 nè, lô cây giống như vậy là 200. Đây nho thân gỗ 12 dụ nha. Đây, cây như vậy là 200.000 nè. Thì cái cây như vậy thì bên Ly tư vấn cho chủ đầu tư trồng á, tầm khoảng là từ 1 năm tuổi đổ lại á, thì nó sẽ bắt đầu ra trái nha. Cây như vậy, chiều cao giống như vậy, trồng 1 năm nữa thì nó sẽ bắt đầu ra trái. Bên Ly còn số lượng nhiều lắm nha bà con. Ở đằng kia còn nhiều lắm, thì bên Ly đang xả nắng từ từ á. Đó, nguyên lô đằng kia đang xả nắng từ từ. Cây nào có hoa có trái thì Ly sẽ đem vô giới thiệu, quay cho quý bà con chúng ta cùng xem, cùng tham khảo ha. Thì ngày hôm nay Ly giới thiệu cũng như là chia sẻ cho quý bà con chúng ta về lô nho thân gỗ 12 dụ. Cây đang hoa sẵn trái, giá bán là 1.100.000, bao ship tặng gói humic. Hoặc là cây nho thân gỗ 800 ha, 2 cây 1.500.000 bao ship luôn nha. Cô chú anh chị chúng ta thích cây giống nào thì chúng ta nhớ số, nhớ mã thì Ly sẽ không gửi nhầm cây cho quý bà con chúng ta ha. Rồi một lần nữa Ly xin thay mặt trung tâm cây giống gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc bình an. Còn ngày hôm nay Ly chia sẻ về hai giá nho thân gỗ Tứ Quý, nho thân gỗ 12 dụ. Cô chú anh chị cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại trên để bên trung tâm cây giống tư vấn cho quý bà con chúng ta qua hình ảnh kỹ hơn một lần nữa nha. Rồi, xin chào.